ơn quý vị vẫn không rời màn ảnh của Đài Truyền hình Việt TV. Tiếp theo sau đây xin mời quý vị theo dõi các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ. Mở đầu cho phần tin, Hoa Kỳ cho biết băng giá đang tràn về khu vực miền Trung Tây và Đông Bắc. Mùa đông tuyết giá sẽ ảnh hưởng đến du lịch vào cuối tuần này từ Missouri tới Maine. Tuyết sẽ rơi nhiều và phần lớn khu vực New England sẽ ngập tuyết đến tận đầu gối. Đây là lần thứ ba trong tháng khu vực Trung Tây và Đông Bắc phải hứng chịu các đợt băng giá. Những đợt băng giá đang tràn về khiến các con đường bị đóng băng và trơn trượt, nhất là các thành phố lớn như Hamburg, New York, sẽ gây cản trở việc đi lại của các xe vận tải nặng nề trên các xa lộ của tiểu bang New York. Một tai nạn di chuyển với 40 chiếc xe đâm vào nhau tại Michigan vì đường quá trơn trượt. Mưa ở khu vực vịnh Mexico và khí lạnh dưới 30 độ sẽ mang đến những con đường xa lộ đầy nước đá trơn trượt từ thung lũng Mississippi đến khu bờ biển phía đông Hoa Kỳ. Khi đợt mưa này tiến lên phía bắc sang thung lũng Ohio và khu vực Ngũ Hồ, chúng đã trở thành tuyết rơi. Những thành phố như Pittsburgh, New York và Boston cũng sẽ phải hứng chịu nhiều đợt tuyết rơi hơn vào cuối tuần này. Cũng tiếp nối dòng tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, Hạ viện thông qua thỏa thuận ngân sách liên bang cho 2 năm tới. Theo thông tấn xã Reuters vào ngày 12 tháng 12, thì Hạ viện đã thông qua kế hoạch chi tiêu ngân sách 2 năm, tính đến hết tháng 9 năm 2015. Với 332 phiếu thuận và 94 phiếu chống, việc thông qua ngân sách liên bang này sẽ giúp cho chính phủ tránh khỏi nguy cơ bị đóng cửa trong tháng 1 năm 2014. Dự luật ngân sách đã được các nhà đàm phán trong Quốc hội thông qua vào ngày 10 tháng 12 nhằm chấm dứt một số khoản cắt giảm chi tiêu của các cơ quan liên bang và thay thế cơ chế này bằng các việc tiết kiệm khác có mục tiêu hơn của chính phủ. Việc thông qua thỏa thuận này là một chiến thắng dành cho Chủ tịch Hạ viện John Boehner, vốn luôn bị cánh chính trị bảo thủ Tea Party tại Hạ viện chỉ trích. Tuy nhiên, rất nhiều nhà lập pháp nghi ngờ rằng dự luật này chỉ là một sự hợp tác ngắn hạn giữa hai đảng tại Quốc hội. Họ không nhận thấy bất kỳ sự nhượng bộ nào của hai đảng trong vấn đề tài khoá và các dự luật quan trọng khác. Dự luật về ngân sách này hiện đã được chuyển sang Thượng viện để được thông qua trước khi trình lên Tổng thống Barack Obama để ký ban thành luật. Kính thưa quý vị, bầu chọn lời nói dối của năm trong lĩnh vực chính trị thuộc về Tổng thống Barack Obama. Theo bình chọn của trang mạng PolitiFacts, thì câu nói dối của năm thuộc về Tổng thống Barack Obama đã nhiều lần phát biểu. Đó là nếu quý vị thích chương trình bảo hiểm sức khỏe đang có của mình, quý vị có thể giữ nó. Thực tế thì những lời nói dối của năm nay trong lĩnh vực chính trị đều liên quan đến chương trình Obamacare. Đứng ở vị trí thứ hai là lời nói của Thượng nghị sĩ tiểu bang Texas Ted Cruz rằng Tổng thống miễn trừ cho tất cả các đại biểu quốc hội ra khỏi chương trình Obamacare. Lời nói dối nổi tiếng hàng thứ ba trong năm nay thuộc về Michelle Bachmann khi bà tuyên bố rằng Sở Thuế vụ sẽ phải điều hành chương trình điện toán Obamacare. Còn lời nói dối của bình luận gia Ann Coulter đứng vào hàng thứ tư khi bà phát biểu rằng không có vị bác sĩ nào của Hoa Kỳ sẽ chấp nhận chương trình Obamacare. Chính quyền liên bang đóng cửa một số các công ty xe bus không an toàn. Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ và chính quyền liên bang vừa chính thức ra lệnh cho 52 công ty xe bus và 340 chiếc xe bus tại Hoa Kỳ phải ngừng hoạt động vì không đảm bảo đủ an toàn cho hành khách. Xe bus là một lựa chọn lý tưởng cho những hành khách di chuyển thường xuyên hay hành khách đi theo nhóm hoặc gia đình có thể đến nơi xa với giá vé rẻ. Tuy nhiên, gần đây các công ty xe bus ở Hoa Kỳ hoạt động không hiệu quả, đặc biệt là các công ty không đảm bảo an toàn cho hành khách. Trong vòng một năm đã xảy ra hai vụ tai nạn xe bus làm chết và bị thương rất nhiều người. Vụ tai nạn thứ nhất xảy ra vào tháng 12 năm ngoái tại tiểu bang Oregon, thì khiến cho 9 người chết và 39 người khác bị thương. Vụ tai nạn thứ hai xảy ra vào tháng 2 tại tiểu bang California khiến cho 8 người chết và hàng chục người khác bị thương. Vì thế, các nhà chức trách đưa ra lời khuyên rằng nếu quý vị cần di chuyển bằng xe bus, đặc biệt là trong mùa lễ hội này, trước tiên quý vị nên ghé thăm trang web của Ban An toàn Giao thông Liên bang. Tại đó, quý vị có thể xem đầy đủ các tin tức để biết được công ty xe bus nào đảm bảo đủ an toàn và tin cậy. Bản tin tiếp theo cho hay lại xảy ra vụ việc chiếu tia laser vào máy bay của hãng JetBlue. Theo những báo cáo trước đây, tình trạng chiếu các tia laser vào các buồng lái ngày càng tăng. Trong vụ việc gần đây nhất xảy ra vào hôm thứ Hai, khi chiếc máy bay 521 của hãng JetBlue đã hạ cánh xuống sân bay West Palm Beach.
Viên phi công của hãng JetBlue nói rằng ai đó trên mặt đất đã chiếu vào buồng lái một luồng laser trong khoảng từ 20 cho đến 30 giây, khiến anh phải che mắt lại để có thể hạ cánh xuống sân bay Florida. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Ba vụ việc khác cũng đã được báo cáo xảy ra tại West Palm Beach chỉ vào tuần trước, và những đợt tấn công này ngày càng tăng lên trên toàn quốc. Theo thông tin của FDA, thì mục tiêu laser, đặc biệt là laser có cường độ lớn, có thể gây chấn thương ngay lập tức. Tuy rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến thể chất, nhưng nó có thể gây mù tạm thời đối với các viên phi công. Và theo báo cáo của FAA, các vụ tấn công laser này ngày một tăng lên. Vào năm 2006, chỉ có 350 vụ, nhưng cho đến năm 2012 đã tăng lên thành 3.400 vụ. Riêng tại khu vực Palm Beach đã có đến 32 vụ trong năm nay. Hiện vẫn chưa có vụ nào gây hậu quả nghiêm trọng cho việc hạ cánh máy bay. Thưa quý vị, đá lở đã làm sập một ngôi nhà tại miền nam Utah khiến cho hai người bị thiệt mạng. Các giới chức cho biết hai người đã thiệt mạng khi một vụ lở đá xảy ra, phá hủy hoàn toàn một ngôi nhà ở miền nam Utah. Những tảng đá lớn đã rơi từ một vách đá phía sau ngôi nhà vào tối hôm thứ Năm tại Brookville, gần công viên quốc gia Zion ở thành phố Salt Lake. Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của họ khi tìm kiếm trong đống đổ nát còn sót lại. Cảnh sát cũng đã di tản những người dân sống xung quanh khu vực này. Tuy nhiên, vì lý do an toàn, các đội cứu nạn đã phải chờ đợi đến sáng mới có thể đưa hai thi thể ra ngoài. Theo cảnh sát thì nguyên nhân của vụ lở là do tình trạng đá bị đóng băng liên tục và sau đó tan ra vì nhiệt độ thấp và nhiều đợt tuyết rơi trong mùa này. Được biết, những vụ lở đá thường xuyên xảy ra ở khu vực này vào mùa đông. Vào năm 2002, một vụ lở đá đã nghiền nát một ngôi nhà tại Crockville, nhưng may mắn là không có ai thiệt mạng. Những tên trộm trong trận lốc xoáy ở thành phố Washington, Illinois đã bị bắt. Ba tên trộm hôi của trong những ngôi nhà bị hư hại trong trận bão lốc xoáy tại thành phố Washington, Illinois đã bị bắt. Phía cảnh sát gọi đây là một tội ác và đã bắt giữ ba người này với tội danh lợi dụng tình thế nguy nan của người dân để trộm cướp. Phía cảnh sát cho biết, khi cơn lốc xoáy quét qua thành phố Washington thuộc tiểu bang Illinois, thì có một vài người đã đi vào những căn nhà bị hư hại do bão và lấy đi đồ đạc trong nhà. Ba tên trộm đã được phóng thích khỏi trại giam vào ngày thứ Năm, nhưng lại bị bắt buộc hầu tòa một lần nữa vào tháng Giêng. Cả ba kẻ này đều có giấy phép tháo dỡ nhà, nhưng phía cảnh sát cho rằng những giấy tờ đó chỉ cho phép bọn chúng tháo dỡ đồ vật trên lề đường, chứ không phải đột nhập vào nhà và lấy đi những gì mình thích. Bản tin tiếp theo có liên quan đến giải trí cho biết Trisha Yearwood không tham gia vào đại hội nhạc hội tại SeaWorld Orlando. Nữ ca sĩ nhạc đồng quê Trisha Yearwood là người mới nhất trong số những ca sĩ rút lui khỏi chương trình đại nhạc hội được tổ chức ở công viên SeaWorld, tọa lạc tại thành phố Orlando thuộc tiểu bang Florida. Đại diện của nữ ca sĩ Trisha Yearwood đã xác nhận thông tin nêu trên, khẳng định cô sẽ hủy bỏ màn biểu diễn của mình trong đêm đại nhạc hội, vốn được ấn định vào ngày 22 tháng 2 năm 2014. Ngoài ra, một số ca nghệ sĩ khác cũng đã quyết định rút lui không tham gia vào đêm biểu diễn nêu trên, bao gồm Willie Nelson, The Bareneck Lady và Hurt. Beyoncé bất ngờ phát hành album mới. Nữ ca sĩ nhạc pop Beyoncé vừa khiến người hâm mộ bất ngờ khi đột ngột phát hành album mới bao gồm 14 ca khúc và 17 video music do công ty Columbia Records sản xuất. Nữ ca sĩ gốc Texas Beyoncé Knowles Carter là một trong những ca sĩ thành công nhất trên thế giới. Cho đến nay, album mới nhất của ca sĩ Beyoncé chỉ được phát hành thông qua mạng lưới iTunes. Các nghệ sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất tham gia vào album này bao gồm chồng của Beyoncé Jay-Z, Timberland và Justin Timberlake. Tin mới nhất vừa cho biết, việc phát hành album mới trên hệ thống mạng lưới iTunes toàn cầu được cho là để ngăn chặn việc album bị rò rỉ trước khi được chính thức giới thiệu đến công chúng. Bản sao DVD và CD của album sẽ được rao bán vào dịp lễ Giáng sinh năm nay. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi phần dự báo thời tiết của ba miền Houston, Dallas và San Jose. Mới đầu với thành phố Houston, ngày hôm nay trời u ám và nhiều mây, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 57 độ và thấp nhất là 35 độ.
gió thổi mạnh theo hướng Tây Bắc từ 15 cho đến 25 dặm một giờ, trong ngày có 20% cơ hội mưa. Và buổi tối trời trong, tuy nhiên gió vẫn thổi mạnh và nhiệt độ thấp. Quay sang Dallas, trời nhiều mây vào buổi sáng và vào buổi chiều tối trời có nắng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất là 43 độ, thấp nhất chỉ có 30 độ. Gió thổi mạnh theo hướng Tây Bắc từ 15 cho đến 25 dặm một giờ và trong ngày cũng có 20% cơ hội mưa. Và cuối cùng là tại San Jose, trời nắng đẹp và khô ráo. Trong ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất là 62 độ, thấp nhất là 37 độ. Gió thổi rất nhẹ theo hướng Bắc chỉ có 5 dặm một giờ và trong ngày không có cơ hội mưa. Kính thưa quý vị, và đó là thời tiết cho ngày hôm nay của cả ba miền. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị tận hưởng một ngày cuối tuần thư giãn và nhớ giữ ấm khi đi ra ngoài. Kính thưa quý vị, phần tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin 24 giờ qua cùng với Thi Nhung và Thiện Hạnh. Chúng tôi xin kính chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật bình an và nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.